Xin kính chào các bạn. Trong bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn mô hình các đối tượng mái trong phần mềm Eucotech Analyst 2011. Trong các bài học lần trước, chúng ta đã tạo ra được một cái căn nhà với hệ thống tường, trần, sàn và cửa đi cửa sổ. Để tạo mái, các bạn sẽ vào 3D Editor và các bạn chọn PicGroup. Công cụ PicGroup sẽ cho các bạn phép các bạn tạo dựng các đối tượng mái dốc trong Eucotech. Khi các bạn chọn PicGroup, các bạn thấy chúng ta có hộp họa Skip Wizard ở đây, và đây chính là cái mái mà chúng ta sẽ tạo ra. Đầu tiên các bạn sẽ kích chọn cho mình hai điểm, hai cái đỉnh đối diện trên cái trần này, điểm này và điểm này chẳng hạn. Thì kích chọn, lưu ý rằng đó là hai đỉnh đối diện. Sau khi kích chọn xong, các bạn quay trở lại hộp thoại Skip Wizard, mục Grid Tool, nghĩa là loại mái. Các bạn có thể kích vào đây chọn cho chúng ta loại mái mà các bạn mong muốn. Mình sẽ chọn mái Hip. Tiếp theo, Reader Axis chính là cái đỉnh mái, nó sẽ nằm theo trục nào. Và đây hiện tại nó sẽ nằm theo trục OX, nó sẽ nằm theo chiều này. Overdip chính là cái khoảng offset từ cái mép tường cho đến mép mái. Đấy. Và các bạn có thể cho nó là 600. Gutter 2 chính là cái khoảng độ cao của máng suối nước. Đấy. Các bạn sẽ thấy nó sẽ cao độ này. Đấy, mình sẽ cho nó là 150. Pitch chính là cái độ dốc. Ở đây nó đang là 25 độ. Đấy, các bạn có thể cho nó lên là 30 độ. Đấy. Ngoài ra các thông số Language là thông số chiều dài chiều rộng, cũng như là Starport là các thông số quy định vị trí của chiếc máy chúng ta, thì mình sẽ giới thiệu các bạn trong các clip nâng cao lần sau. Hiện tại chúng ta sẽ sử dụng các hiển thị, các mặc định như thế này mà thôi. Sau khi thiết lập xong, các bạn có thể create new object và các bạn có thể về view slide để xem chiếc máy của chúng ta. Đấy. Và bây giờ mình có thể miêu tả lại một vài thông số cho các bạn. Thông số đầu tiên chính là loại mái. Đấy, cái này thì dễ hiểu rồi. Reader axis chính là cái đường này, nó sẽ nằm theo trục nào. Đấy, nó có thể nằm theo trục X hoặc trục Y tùy các bạn. Và thông số L-dip chính là cái khoảng này, khoảng offset từ cái mép tường này cho đến ngoài này. Gutter 2 chính là cái cao độ này. Đấy. Và pitch chính là cái độ dốc, đấy, độ nghiêng. Đấy là cách đơn giản để các bạn có thể tạo dựng ra một cái đối tượng mái dành cho công trình của chúng ta. Ngoài ra các bạn có thấy rằng đôi khi chúng ta sẽ không có các hệ thống mái dốc mà chúng ta có các hệ thống mái bằng. Thì các bạn có thể xóa cái hệ thống mái này đi. Đấy. Và để vẽ mái băng rất đơn giản, thì các bạn có thể chọn cái mặt phẳng trần này, sử dụng phím cách. Sau đấy các bạn có thể là về mục Selection Information và đổi đối tượng này sẽ về đối tượng là Roof. Đấy. Đây là cách đơn giản nhất để các bạn có thể biến một cái miếng trần thành một cái miếng mái băng. Đây là những cái hướng dẫn cơ bản để giúp các bạn có thể dựng hình mái trong phần mềm Eucotech Analyst 2011. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.